Bé Lan, chạy từ từ đi con. Té bây giờ. Bé Lan, Lan ơi, sao trước giờ mẹ không cho con đến đây? Con cẩn thận đó, có chuyện té đó nghe không? Có mẹ bên con rồi, con mà té là mẹ đỡ con thôi. Thôi chơi nhiêu đủ rồi, con mình đi về nha, ba con đỡ nhà. Dạ, mà mẹ cõng con đi nha, con mỏi chân quá. Sau này mẹ già rồi thì con sẽ bỏ mẹ lên gánh rồi gánh mẹ. Nè, bố tính bán tôi hay sao mà đòi bỏ vô gánh vậy? Tại con thấy cái bài gánh mẹ cảm động quá nên con muốn gánh thử. Chứ mẹ già vậy bán ai mua. Thôi mình về nghe con. Dạ. Ừ. Ồ. Leo lên. Mẹ ơi. Sao con? Sao mà người ta cứ nói mẹ già vậy rồi mới sinh con ra? Hay tại trước đây có con rồi nên giờ mẹ mới sinh con? Không, mẹ chỉ có mình con thôi, chứ làm gì có ai nữa. Vậy mà mấy bà thím nhiều chuyện gần nhà mình cứ nói. Nhìn cái bắt tay của mẹ nha, là biết là đẻ mấy đứa rồi đó. Con là con nít, đừng nói chuyện người lớn. Nằm yên dưới đi, mẹ cõng đi thôi nè. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mày ơi, con lại về tìm mẹ sao? Mày, mày, mày ơi, mẹ xin lỗi con. Thì ra hôm nay là ngày giỗ của con nên tối qua con về con tìm mẹ. Biết gì vậy con? Ủa sao đi ra đây? Lỡ bị lạc thì sao? Ba bị tai nạn. Trời ơi. Bé Lan. Dạ. Về nhanh con. Dạ.
chào anh. Mời cô ngồi. Tôi bên hội phụ nữ xã, sáng nay có nhận thông tin nạn nhân trên một sạc lở đất vừa rồi đã tử vong. Gia đình anh ta rất là đáng thương. Nạn nhân trong vụ sạt lở có một cô con gái và sống cùng với một người vợ không hôn thú. Gia đình thuộc dạng khó khăn, cho nên là tôi muốn bàn giao qua hội phụ nữ để mà hỗ trợ. Chúng tôi sẽ ghi nhận trường hợp này. Mẹ ơi, tại sao mình lại rải cái này xuống suối vậy mẹ? Nhà mình nghèo, không có đất chôn cất. Di nguyện trước lúc ba con mất là tro cốt được rải xuống suối. Thôi, nín đi con. Bà con tuy mất, nhưng mà linh hồn ông sẽ còn sống với mẹ con mình. Bà con sẽ nhìn thấy con ăn cơm nè, sẽ cùng con đi học nè. Cho nên bé Lan đừng có quá buồn nghe. Vậy là con chỉ nhìn thấy ba trong giấc mơ thôi hả mẹ? Từ nay con vô láng ở luôn với mẹ nghe. Sao mẹ không về nhà ba ở mà lại ở trong láng? Mẹ sợ chỗ đông người. Dạ, con thích muốn không. Mình đi con, mình đi về nghe con. Dạ. Anh ơi. Dạ chào anh. Cho em hỏi, em tìm nhà của cô Bích, vợ chú Tiến mới mất vì sạt lở đất. À, hai mẹ con nó ở trên đồi trà kìa. Không có nhà cửa gì đâu. Ít ai biết nó là vợ hờ của thằng Tiến. Do tôi sống ở đây lâu nên thân với nó. Để tôi điện thoại cho. Con mời cô. Con mời mẹ. Cảm ơn con. Dạ. Cô cho con kẹo nè. Cảm ơn cô. Hội phụ nữ có góp được một ít để phụ giúp gia đình cô lo đám tang nhiều đồ cho chú. Tôi cảm ơn nha. Con đi hỏi nhiều nơi mới biết được chỗ cô làm. Mà sao cô không ở nhà chú để tiện nhang khói? À, tôi... Mẹ nó sợ chỗ đông người nên mẹ đi làm ở đây, rồi mẹ ở đây luôn. Con là con nít, không có được nó leo. Dạ, con xin lỗi. Cô Minh biết sao không? Tôi, công việc của tôi là đi hái trà hàng ngày.
mà cái chân á thì bị đau, khó khăn lắm. Cho nên là tôi quyết định tôi ở lại cái láng này luôn. Cô Bích nè, bên hội cũng có ý định làm bảo hiểm y tế cho cô và bé Lan để phòng khi đi khám chữa bệnh. Dạ, nếu vậy thì hay quá. Vậy có gì cô chuẩn bị giấy tờ để tôi còn làm danh sách nha. Rồi. Tới nhà mày rồi, kêu ông già mày ra trả tiền cho tao. Ông làm gì có tiền? Cho tao thấy bữa nào đi. Ông Sáu đâu rồi? Ra trả tiền cho thằng con trai ông nè. Ông Sáu. Ủa, có chuyện gì vậy con? Ông Sáu coi thằng trai của ông Sáu á, ăn nhậu cho đã rồi chơi bài cũ đứng dậy không cho tiền, đòi thiếu nữa. Trời đất ơi, gần 50 tuổi đầu rồi mà đi ăn nhậu tối ngày. Thành nữa là Thành. Ông im đi, làm mềm nhức đầu á. Còn thằng khốn nạn mày á, tao á cũng đáng tưởng cha mày đó mày. Con tao mà còn sống á thì cũng cỡ như mày á. Cỡ không? Cỡ không? Ông cỡ không? Thôi con ơi. Có gì ông Sáu ngày mai qua thanh toán tiền hết tiền cho con luôn nha. Bữa nay con dắt nó về đây con nói cho ông Sáu biết là tại vì mẹ con hiền mình mới cho nó thiếu thôi, chứ con không có hiền đâu. Ông Sáu người lớn, ông Sáu uy tín, ông Sáu nói là ông Sáu giữ lời nha. Ông Sáu hứa mà, ông Sáu hứa với con. Cảm ơn con đã đưa nó về nhà nha. Thôi được, con đi về đi. Cảm ơn con nhiều quá. Nhìn cái mặt thằng già này là thấy ghét. Thôi, đứng lên, đi vô nhà, thay đồ rồi đi ngủ đi. Thiệt là khổ, chắc là khổ vậy đó à. Cô Bích. Cô Minh. Cô chuẩn bị giấy tờ xong chưa? Sẵn hôm nay con mang hồ sơ cho cô ký luôn. Với lại bé Lan đã được nhận vào trường điểm của xã rồi. Nói thiệt với cô á, giấy tờ tôi đã làm mất hết rồi. Bây giờ chỉ còn cái chứng minh nhân dân này thôi à. Bây giờ đổi qua căn cước hết rồi, sao cô vẫn chưa đổi? À với lại mình cần thêm thư xin của bé Lan nữa. Thư xin của bé Lan á là ông chồng tôi cũng làm, giờ ông mất rồi nên tôi cũng không biết tìm ở đâu nữa cô. Cái đó cô có thể đi trích tục lại cũng được. Tôi à, thôi để con lên xã làm giùm cô, khi nào xong thì con báo. Em chào chị. Chị thuê phòng hả chị? Em ơi cho chị thuê phòng nha. Dạ. À, đây, ở phòng ở bên em đây chị. Chị chọn phòng nào đi. Chị ơi, chị cho em mượn cái chứng minh nhân dân chị. Do chị làm mất hết giấy tờ. Dạ. Thành ra chị không có chứng minh nhân dân được không em? Ủa, không được chị ạ. Chị thông cảm tại vì khách sạn bên em phải có cái chứng minh nhân dân. Em mới báo bên lưu trú được. Em à, cái phòng vệ sinh ở đâu vậy? À bên này chị, ở bên này. Cho chị đi vào nha. Dạ không sao chị. Em chào anh. Chị giúp em trên kiểm tra danh sách lưu trú chứ? Dạ đây anh.
Chứng minh nhân dân này có hồ sơ lưu cớ mất cách đây 20 năm. Là sao anh? Thì chị nhờ tôi làm đơn lưu cớ mất để trích lục giấy khai sinh cho bé Lan. Nhưng khi tôi kiểm tra chứng minh thư của chị Mai thì tôi phát hiện đây là chứng minh thư của người khác. Cái này thì tôi phải báo cáo chỉ huy để xin ý kiến. Một người sử dụng chứng minh thư giả suốt 20 năm chắc chắn là có vấn đề. Mày đốt cái gì vậy Thanh? Bà cái giấy tờ để kia cho chặt chỗ. Trời đất ơi, hình con mày học bà giấy khai sinh mày không giữ thì để cho tao giữ. Dù gì á cũng là con của mày, là cháu nội của tao. Mày muốn đốt á, đốt cái đồ xuất sinh này nè. Đây là anh Trường, sẽ hỗ trợ cô bổ sung giấy tờ cũng như làm đơn cớ mất để trích lục khai sinh cho bé Lan. Đầu tiên, chị hãy ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh vào đây. Do từ nhỏ tôi không có đi học nên tôi không có biết chữ. Cái này em có thể giúp chị được. Chị chỉ cần cho em biết rõ ngày tháng năm sinh, họ tên và cho em một dấu vân tay. Tôi tên Lưu Ngọc Bích. Sinh 1986. Chị quê ở đâu? Quê Đồng Nai. Mời chị cho dấu vân tay vào đây. Anh Trường, em xác minh rồi. Dấu vân tay của chị Bích trùng khớp với đối tượng Hồ Tị Loan bị truy nã vì tội giết con gái ruột. Thì ra là vậy. Nên chị ta mới dùng giấy tờ giả không đăng ký kết hôn, cũng như để ba bé Lan làm giấy khai sinh cho con. Cũng là lý do mà bà ta chỉ sống quanh quẩn trên đồi trà suốt bao nhiêu năm qua. Điều khó khăn nhất bây giờ, nếu như bắt nghi phạm thì ai sẽ là người chăm sóc bé Lan, trong khi đứa bé vừa mới mất cha. Nhìn con bé còn nhỏ quá. Nếu mà thiếu vắng tình thương của mẹ, chắc là sẽ rất tổn thương đó. Anh đã xem lại toàn bộ vụ án, thật là đau lòng. Kể cả xét về góc độ hung thủ, anh nghĩ trong suốt 20 năm qua, bà ta sẽ không một ngày nào ngủ yên.
tặng con nè. Con cảm ơn con. Sao? Con Tương phải vô mấy em tình thương hả? Dạ. Trong nó sẽ có đủ điều kiện để bé theo học. Mái ấm gia nghĩa. Tôi không biết mọi người đang nghĩ cái gì nữa, nhưng tôi không cần. Con bé phải được sống với mẹ của nó. Chị Loan. Hồ Thị Loan, sinh năm 1970, sống tại Trà Vinh, có chồng là Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1970. Tôi tên Bích mà. Thật ra chị là người biết chữ, chứ không phải mù chữ như chị nói. Và chính dấu vân tay mà chị đã lăn để thay chữ ký đã vạch trần con người của chị. Chị Loan, chị chính là đối tượng bị truy nã cách đây 20 năm. Và nạn nhân chính là con gái ruột của chị. Và anh Thành. Mẹ ơi! Bóng của con bể rồi. À, để cô Minh mua cái mới cho con nha. Bây giờ mình đi chơi ha. Dạ. Chị Loan, và đây cũng chính là lý do mà chúng tôi đã nhờ tới sự trợ giúp của hội phụ nữ xã để lo cho bé Lan những ngày không được gần mẹ. Mày! Mở cửa ra! Mày đi đánh vợ mày nó chết hả Thành? Thành ơi! Mày đi bỏ cái cho nó lấy! Mà mày bảo mày không có tiền! Vậy đi bán làm gì? Tôi phải lo nhà cửa, cơm nước, con cái học hành. Anh lấy tiền anh đi nhậu hoài làm gì tụi con chứ? Mày đại nữa hả? Tao nhậu với bạn bè, mà mày cũng ích kỷ nữa! Mày có tin tôi giết mày không hả? Trời ơi! Ba lại đến mẹ rồi, đúng rồi. Rồi có mẹ con hứa chắc mẹ sẽ đau lắm. Ba ơi, ba, con xin ba con đánh mẹ. Ba ơi, ba. Ba ơi, con xin ba, mẹ ba. Ba đánh mẹ đau lắm đúng không? Mẹ đau lắm con. Út gì ba đánh con để con chịu đau thay cho mẹ. Mi nè, nếu như con đi đến một nơi thật xa ở với mẹ, con có đi không? Mẹ dẫn con đi đâu con cũng đi hết. Vậy thì mẹ con mình đi qua thế giới bên kia sống cùng với nhau nha. Dạ. Mm.
mẹ ơi, mình muốn qua thế giới bên kia là phải đi qua con sông này hả mẹ? Mẹ con mình uống chai nước cam này, mình cùng đi với nhau nha con. Cam ngon quá mẹ ơi. Mẹ uống đi, rồi mẹ con mình cùng đi tiếp. My con bé không qua cõi. Sao mày ác có vậy hả Lâm? Mày giết chết con mày rồi. Xét nghiệm lọ nước cam có chứa chất độc, cháu bé đã uống quá liều, nhưng với chị thì không đủ liều. Chị đừng quá kích động, tạm thời cứ nghỉ ngơi trước, chúng tôi sẽ lấy khẩu cung của chị sau. Chị đã lợi dụng lúc bác sĩ đang điều trị để lẩn trốn khỏi bệnh viện. Phải. Đêm đó, bệnh viện có sự cố cúp điện, lợi dụng khoảng thời gian đó, tôi đã bỏ trốn và lang thang khắp nơi một cách vô hồn. Vừa nhớ con, vừa sợ công an bắt, nhưng tôi đã không đủ can đảm để tự tử một lần nữa. Cho đến khi tôi gặp ba bé Lan, và tôi mang thai bé Lan cho tới bây giờ. Mẹ ơi! Sao con? Con yêu mẹ nhất trên đời! Mẹ cũng yêu con nữa! Con cũng thương mẹ mà. Mẹ thương em Lan không? Con giận mẹ lắm! My! My ơi! My ơi! My ơi! My ơi! My ơi!
xin lỗi con. Mẹ cũng yêu con mà. My. Mẹ bỏ con hả mẹ? Trời ơi! Vậy là ngày đền tội của tôi đã tới. Tôi có chịu án phạt của pháp luật bao nhiêu đi nữa thì nỗi dai dứt và nỗi ân hận cũng không bao giờ phai nhòa. Có lẽ đây mới là hình phạt đáng sợ nhất đối với một kẻ tội đồ như tôi. Đã gây ra tội lỗi, cho dù là tội gì đi chăng nữa, thì bản án lương tâm mới là hình phạt thích đáng nhất. Mẹ dẫn con đi đâu con cũng đi hết. Đi qua thế giới bên kia sống cùng với nhau nghe. Con yêu mẹ nhất trên đời. Mẹ cũng yêu con nữa. Cuộc sống vợ chồng của Loan luôn phải chịu đòn roi mỗi khi chồng mình say xỉn. Cho rằng mình đang sống trong thảm cảnh địa ngục trần gian, Loan bỏ thuốc độc vào ly nước cam để mình và con cùng uống. Nghịch cảnh, ly nước cam không đủ làm cho Loan chết mà lấy đi sinh mạng của con gái mình. Lo sợ cảnh tù tội, lợi dụng lúc đang trong bệnh viện cấp cứu, người phụ nữ này bỏ trốn và dùng giấy tờ giả ăn cắp của người khác để thay tên đổi họ. Một lần nữa, Loan mang thai khi sinh sống không hôn thú với một người đàn ông khác. Thương đứa con của mình đã từng đầu độc bao nhiêu thì Loan cũng thương đứa con thứ hai bấy nhiêu. Trong một lần chính quyền địa phương hỗ trợ thay đổi căn cước công dân thì bí mật dần lộ ra và bộ mặt người mẹ tàn nhẫn giết con ruột của mình đang dần lộ diện. Nhờ vào các chính sách của nhà nước, mẹ Lan cũng được địa phương hỗ trợ và nuôi dưỡng. Tội danh của Loan chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị, nhưng cái mà người phụ nữ này phải đối mặt chính là lương tâm khi một lần nữa tạo ra con cái và một lần nữa bỏ mặc đứa bé sống trong cảnh thiếu tình thương của tình mẫu tử. Chú ơi! Chú ơi chú! Chú sao không chú? Nạn
chạy xe công nghệ bị giết chết, để lại người vợ trẻ và đứa con gái chỉ mới học lớp 4. Như cả đoạn đường này không hề có gắn camera an ninh. Lời khai của nhân chứng trùng khớp với những gì chúng ta đã nhận định. Mà cầm tiền về đi. Tôi xin cô bình tĩnh lại nha cô. Tôi nói bà cầm về đi. Đừng bao giờ dùng tiền để thay lời xin lỗi gia đình tôi. Người ta nghi ngờ má rồi kìa con. Mạnh, ta đầu thú nha con. Đầu thú chỉ là giấc mơ. Bây giờ má phải lo cho con đi xa. Theo lời khai của Hoa thì hung thủ đã quay về đây để tìm một thứ gì đó. Em nghe người đó nói là hình như làm rớt cái gì ở ngoài kia kìa. Hắn ta không phải là hung thủ, nhưng tại sao hắn ta lại tới đây? Người này đến tìm Thiên Nhẫn, chắc chắn đi có mối quan hệ với Mạnh.